Sáng ngày 20 tháng 8, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm và làm việc với tỉnh An Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2019. Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương và đánh giá cao các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp nắm tình hình, tuần tra kiểm soát giữ vững chủ quyền và an ninh biên giới. Phòng chống tội phạm buôn lậu qua biên giới, công tác xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ được chú trọng. Bên cạnh đó, tỉnh An Giang đã kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 24, nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.